Bản update tiếp theo đang đến rất gần, với sự góp mặt của phương tiện di chuyển mới và các con bọ sẽ được thêm vào. Đặc biệt quà lần này rất đặc biệt sẽ được gửi đến tay tất cả các bạn. Đừng quên bấm đăng ký để ủng hộ kênh nhé!